Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đang được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương có liên quan triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt, trong đó vai trò lãnh đạo chỉ đạo, vận động quần chúng của tổ chức cơ sở Đảng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong thực hiện chủ trương của nhà nước được đề cao. Gia đình ông Trần Xuân Lữ, tổ dân phố 7, phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp đang khẩn trương dọn dẹp các vật dụng của gia đình để chuyển đến nơi ở mới, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án đường cao tốc Bắc Nam. Rời xa ngôi nhà đã gắn bó bao năm, song vì lợi ích chung của đất nước và trách nhiệm gương mẫu của người đảng viên, ông đã động viên gia đình đi đầu trong chấp hành chủ trương, chính sách, sớm bàn giao mặt bằng. Việc gì thì đảng viên mình phải gương mẫu. Trong cái việc này là tôi cũng nhận thức được là cái việc giải phóng mặt bằng này là để tạo cái làm cái đường cao tốc Bắc Nam cho nó nhanh chóng. Thế nên là cái lúc này hơn lúc nào hết là mình phát huy vai trò gương mẫu, tiền phong của người đảng viên, người cán bộ. Nếu mà mình muốn đất nước phát triển lên thì mình phải tạo điều kiện để làm tốt những cái chuyện này. Cho nên nếu mà mình tạo điều kiện như thế thì mình tạo điều kiện xã hội phát triển tốt hơn. Còn đây là công việc quen thuộc trong những ngày này của ông Đào Sĩ Hiến, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 7, phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp. Ông Hiến và chi ủy, các tổ chức đoàn thể của Tổ dân phố hàng ngày đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách về giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công dự án, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình phản ánh lên các cấp có thẩm quyền, xem xét, giải quyết. Thì công tác của tổ dân phố thì làm rất tốt, tuyên truyền cho bà con thông báo để nhà nước làm đường cao tốc để thu hồi đất và nhà. Tôi thấy chủ trương và chính sách của nhà nước để xây dựng đường cao tốc Bắc Nam thì gia đình chúng tôi, nhân dân chúng tôi nhất trí, quan điểm rất cao. Tổ dân phố 7 có tổng số 51 hộ dân thực hiện giải tỏa đất thổ cư và thổ canh. Bản thân gia đình ông Hiến cũng trong diện giải tỏa này. Để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, với sự năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, ông đã làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện. Đến nay, hầu hết các hộ dân trong tổ dân phố đã đồng tình với chủ trương, phương án giải phóng mặt bằng của nhà nước. Giải phóng mặt bằng đường cao tốc thì là cấp ủy chi bộ mà tổ dân phố chúng tôi đã tất cả huy động là cái hệ thống chính trị là vào cuộc, mà tất cả các cái ban ngành của mặt trận đã vào cuộc và đã đi vận động tuyên truyền đến nhân dân về cái giải phóng đường cao tốc. Đến nay tất cả là ở cái tuyến đường mà giải tỏa là có 5 đồng chí đảng viên, thì 5 đồng chí đã gương mẫu chấp hành tốt một việc giải tỏa, từ đấy là nó tạo sức lan tỏa để người dân là coi người ta biết là các đồng chí đảng viên là người gương mẫu chấp hành tốt, người ta noi theo. Từ sự vào cuộc quyết liệt, sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết thấu đáo các kiến nghị của người dân nên công tác giải phóng mặt bằng tại tổ dân phố 8 cũng đảm bảo yêu cầu đề ra. Các cái kỳ họp định tháng hàng tháng là nói chung chi bộ đều đưa vào cái chương trình chính trong cái nội dung là tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện cái giải phóng đường cao tốc, quán triệt triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên. Đấy, đồng thời làm sao phải gương mẫu trong cái công tác, tức là đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng. Đấy, đảm bảo cái quyền lợi giữa tập thể cá nhân cùng với tập quyền lợi của nhà nước. Thì nói chung là cũng được cán bộ đảng viên nhân dân là nghe cái chủ trương là cũng rất là phấn khởi. Đấy, là để làm sao cũng tích cực thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng. Đấy, cho nên đến nay nói chung cơ bản đất nông nghiệp là 100% đã giải phóng xong. Tại thôn Phú Lăng, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, có trên 60 hộ nằm trong diện giải phóng mặt bằng cả đất nông nghiệp và đất thổ cư phục vụ thi công dự án đường cao tốc. Người dân thôn quê vốn gắn bó bao đời với ruộng vườn, nhưng nay được cấp ủy đảng, chính quyền tuyên truyền, vận động, giải thích rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và nhân dân, nên họ đã đồng thuận, nhất trí cao. Để thực hiện chủ trương chính sách của đảng, chúng tôi nhất trí hoàn toàn. Đây là chiến lược phát triển kinh tế và chính trị của quốc gia.
Nhà tôi thì được giải tỏa 400 mét. Tôi được Đảng và Nhà nước và các đồng chí từ cán bộ chi bộ, thôn, rồi đến các đồng chí ở trên giải phóng của huyện về tuyên truyền. Thì nói chung là tất cả nhân dân chúng tôi là đều nhất trí hoàn toàn và ủng hộ hoàn toàn. Có nghĩa là các đồng chí đã về tuyên truyền từ rất lâu rồi, chứ không phải là mới đây. Mà toàn dân chúng tôi thì là nhiệt tình ủng hộ. Đến chi bộ thì cũng là vận động nhân dân, cũng là thực hiện cái dự án mà thì cao tốc đi qua. Cái này cũng là cái phát triển kinh tế của cả đất nước. Thì nói chung là toàn thể là cán bộ đảng viên, các cái ban ngành đoàn thể đấy, thì cũng phải đều vào cuộc mà để mình vận động cái nhân dân cái thực hiện tốt cái dự án đi qua địa bàn thôn. Thì đến nay thì đối với đất bài 3 thì các hộ đã nhận tiền đền bù hỗ trợ, chuẩn bị nhận cái hỗ trợ chuyển đổi việc làm, cái hộ đất thì thổ ở bao nhiêu, thổ canh bao nhiêu, thổ cư bao nhiêu. Kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng cho thấy địa phương nào có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phân công công việc, trách nhiệm cụ thể cho mỗi cán bộ, đảng viên, áp dụng linh hoạt các quy định của pháp luật về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì sẽ đạt hiệu quả cao. Xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình là ví dụ tiêu biểu cho việc sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng thi công dự án đường cao tốc Bắc Nam. Đến cuối tháng 5 năm 2020, thành phố Ninh Bình đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường cao tốc Bắc Nam trên địa bàn xã với chiều dài 2 km. 500 hộ nằm trong diện thu hồi, giải tỏa về đất nông nghiệp và đất ở. Thì xã đã ban hành nghị quyết và kế hoạch để tổ chức thực hiện. Bước đầu thì là xã giao cho cấp ủy chi bộ và chính quyền của thôn cùng với ban công tác mặt trận là thực hiện cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai tổ chức thực hiện thì nó cũng gặp không ít những khó khăn từ trong nhân dân, nó còn những mặt nọ mặt kia từ cơ sở. Nhưng mà sau một cái thời gian tuyên truyền vận động tích cực nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong các cái khu dân cư mà liên quan đến 5 thôn đi qua thì kết quả đã đạt được. Đến cái thời điểm này thì xã Ninh Phúc cũng đã hoàn thành cái công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Chúng tôi đây thì cứ căn cứ chính sách của nhà nước thì là nghe chi bộ họp xong rồi thì là chúng tôi thông qua bên mặt trận, bản thân thì gia đình đã nhất trí đồng ý luôn. Để hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường cao tốc Bắc Nam trên địa bàn tỉnh, còn nhiều việc mà các cấp các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Với sự tích cực chủ động của các cấp ủy đảng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, sự đồng thuận của nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng, dự án đường cao tốc Bắc Nam sẽ đảm bảo tiến độ đề ra, phục vụ sự phát triển của quê hương, đất nước. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, phần cuối của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay, chúng tôi xin trích giới thiệu một số nội dung chính của quy định số 214 ngày 2 tháng 1 năm 2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý. Theo đó, về chính trị tư tưởng, tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng, có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc, luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Về đạo đức, lối sống, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung, cần kiệm, liêm, chính, trí công, vô tư, không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc, là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt.
Về trình độ, tốt nghiệp đại học trở lên, lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp, quản lý nhà nước, ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp. Là hạt nhân quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm cao. Sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định của Đảng. Đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí, quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.